Với mục tiêu tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập ổn định cho người dân, tạo mô hình mới có hiệu quả kinh tế cao, Liên minh Hợp tác xã tỉnh vừa phối hợp với Hội Nông dân huyện Yên Mô ra mắt Hợp tác xã sản xuất thủ công mỹ nghệ Quỳnh Hoa tại xã Yên Phong. Đây là phần việc chào mừng kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh. Hợp tác xã được hình thành trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế của xã Yên Phong, huyện Yên Mô, địa phương có truyền thống sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Hợp tác xã có 7 thành viên, tổng vốn góp là 300 triệu đồng, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thủ công mỹ nghệ, sản phẩm từ cói và bèo bồng. Các cá nhân liên kết với nhau một cách tự nguyện nhằm đáp ứng các nhu cầu và nguyện vọng chung về kinh tế, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Từng bước hiện thực hóa mục tiêu mở rộng và phát triển quy mô sản xuất, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của địa phương.